Angelababy là thành viên cứng quen mặt trong nhiều mùa của chương trình Keep Running Man bản Hoa ngữ. Tham gia show, bà xã của Huỳnh Hiểu Minh nhận được nhiều mến mộ vì tính cách hoạt bát và hết mình trong các trò chơi. Năm 2017, vì phải tạm ngừng các hoạt động giải trí để tập trung dưỡng sức sau khi sinh con trai đầu lòng, nữ diễn viên đã phải tạm rút khỏi chương trình này và vị trí thành viên nữ duy nhất trong Keep Running đã được thay thế bởi Tiểu Hoa đang lên, Địch Lệ Nhiệt Ba. Cùng với tính cách năng động, nhiệt tình, nàng Phượng Cửu đã được người hâm mộ và các đồng nghiệp trong Keep Running yêu mến, không thua gì đàn chị. Chính vì vậy mà khi Angelababy quay lại với Keep Running, đã có rất nhiều tin đồn cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ phải rút lui để trả chỗ cho người tiền nhiệm. Thông tin này từng một thời làm nảy sinh những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa cộng đồng fan của hai nữ diễn viên. Rất may, đây chỉ là tin đồn thất thiệt và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn ở lại cùng chương trình cho đến những số cuối cùng. Tuy nhiên, việc đồng thời đảm nhiệm vị trí thành viên nữ trong đoàn đã khiến những tin đồn bất hòa liên tục xảy ra xung quanh hai ngọc nữ trẻ của điện ảnh Hoa ngữ. Trả lời cho những thông tin xấu xoay quanh mối quan hệ của Angelababy và Địch Lệ Nhiệt Ba, nam diễn viên Trần Hách, một thành viên nam chủ chốt của Keep Running, đã trực tiếp lên tiếng trên sóng truyền hình. Theo Trần Hách, quan hệ của các thành viên trong đoàn đều tốt đẹp như người thân trong gia đình, không hề có chuyện bất hòa, xích mích như những lời đồn thổi trên mạng xã hội. Giữa Angelababy và Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn không có vấn đề khúc mắc nào. Mỗi người đều có sức hấp dẫn của riêng mình, nên khi hoạt động trong chương trình cũng sẽ tạo ra những hiệu quả giải trí khác nhau. Trước khi Trần Hách lên tiếng, trên mạng xã hội tại Đại Lục cũng từng xuất hiện nhiều hình ảnh thân mật, vui vẻ của Angelababy và Địch Lệ Nhiệt Ba. Hai nữ diễn viên cũng có những hoạt động tương tác khá thoải mái trên trang cá nhân và đều từng lên tiếng phủ nhận chuyện xích mích, ganh ghét nhau. Từ những chi tiết này, có thể thấy mối quan hệ của cả hai hoàn toàn không tệ như những gì được nhắc đến trong nhiều tin đồn bất hòa. Và hẳn là trong những lần cùng xuất hiện trong các tập Keep Running, hai ngọc nữ xinh đẹp này sẽ còn mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.